see a hint of fear. Lights and doors, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Right on the poles, right on the street. Always remember the future is near. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Đề Cam Bình Dương các bạn. Đó, nó nằm ở trên đường quốc lộ 13 đó, các bạn thấy shop nó hoành tráng không? Thì các bạn coi xem kênh mình á, rất là thích Winner X đúng không? Thì hôm nay mình có một chiếc Winner X của anh chủ đây nè. Anh chủ của cái tiệm luôn đó. Lên đồ rất là bộn tiền luôn nha đó. Dán tem nhâm xước màu bạc, đơn giản mà đẹp ha. Đó, bản tên Đề Cam Bình Dương. Ừ. Lên ốc titan rất là nhiều luôn nè. Đó. Tay thắng thì của Rembo. Đó, bình dầu Rembo luôn. Đó. Đó, bộ số gãy của Racing Boy nè. Số gãy của Racing Boy. Rồi thì nó lên rất là nhiều đồ, thì bây giờ mình sẽ hỏi thử nhờ anh chủ tiệm coi có ai mà đang rảnh á, cái sẽ là báo giá cho mình những cái thứ đồ chơi lên đây cho các bạn xem ha. Nhờ được anh chủ ra nè, anh sẽ nói những cái thứ đồ chơi giá tiền mà anh lên đồ chơi trên xe á. Ok. Hello mọi người nha. Thì hôm nay thì anh này tên gì mình chưa biết nè. Tên gì? Vương. Ok, thì mình review qua một chút chiếc Winner của mình nè. Thì bao gồm thứ nhất là dàn tem của tem này, tem nhôm xước nha. Nhôm xước thì mình dán một màu thì nó rơi vào tầm 1.1 triệu. 1.1 triệu là full xe luôn. Rồi tiếp là cái bộ tay côn này. Tay côn thì mình dùng hàng Racing Boy bên tay côn này thì nó 550. Còn cái mạo này thì nó có 80.000. Còn đây là tay thắng Brembo RZ19 này thì nó có giá tầm 6.9 triệu. Cái này là hàng Rio nha. Hàng Rio, ok. Còn cái này là cái bảo vệ tái thắng hàng gem này thì nó 1.4 triệu một cái. Cái này full carbon, hàng Rio. Còn bao tay thì mình sử dụng bao tay của BRT. BRT này thì hàng chính hãng nó là tầm 400 ngàn một bộ. Đó là về phần đầu. Về phần phục trước này, phục trước thì nó là thuộc của Koji. Hàng Koji 2020 phục ngược và có núm tăng kinh phía trên này nè, núm tăng kinh nằm trong này nè. Tăng kinh này là tăng kinh của chế độ reborn của nó, có nghĩa là nặng hay nhẹ thì ấy, tùy anh em tăng kinh thế này ấy. Thì hàng này thì hiện tại nó là 4.750.000, 4.750.000 là bao gồm bộ phuộc chẳng ba và công ráp luôn. Còn tiếp bên này là gặp mâm Racing Boy chính hãng 6 cây. Racing Boy này thì nó là bàn 1.85, 2.5. Thì giá của nhà sản xuất đưa ra đó là 2.6 triệu. Mình ráp thì mình lấy thêm 50.000 tiền công. Đó. Qua bên này thì đây là cái dây dầu hàng heo này, HL, cái này hàng Rio nha. Hàng Rio và cộng với bấm 360 độ thì 1.3 triệu một sợi. 1.3 triệu. Còn ốc này thì mấy chục ngàn. Thì thường thường đi với heo Brembo 2 bit đối xứng này thì heo này nó có giá là 2.450. 2.450 cộng với cái bát của nó nữa. Bát có mấy trăm ngàn, tùy vào chất liệu nhôm anh em mình muốn. Nhôm xịn thì phải tầm 800 ngàn một bộ. Còn nếu mà nhôm hàng chở á, thì cầm 250, 300 ngàn là mình có rồi. Cái bát đấy. Và cái đĩa này thì nó là đĩa X1R 300 ngàn một cái. Thì nguyên cái này thì mình lên full titan. Full titan thì nguyên xe của Winner X này nó rơi tầm 3 triệu gì đó. Cái này thì ốc thì nó nhiều hề lắm, tùy vào cái tay nghề nhúng ốc nữa, rồi tùy vào cái độ dài độ ly của nó thì mình tính giá theo tùy thời điểm thôi, không liên quan. Đó là về phần trước này. Thì cái này mình lắp luôn khóa smart key này. À, cái này nó bỏ khóa trong phòng rồi, mình bỏ cái remote trong phòng rồi. Thì smart key này là smart key của Hyperion, có nghĩa là smart key của Honda chính hãng á, kết hợp với chống cướp của Hyperion. Thì giá bên mình đang ráp đó là 3.450.000 bài một năm đó. Thì về mấy cái đồ lặt vặt giống như ba ga titan này,
Rồi về phần sau này, phần sau thì cái này là mình sử dụng bộ red leo. Red leo này thì nó là 1.250.000. 1.250.000. Tiếng nó trầm ấm rồi. Về cơ bản hiện tại anh em chạy bộ này nhiều nhất. Bởi vì nó thuộc dòng gọi là mình đi nó vừa nhưng nó không có bị lá, không có bị lá giống như bộ độ. Thì đây là một sự lựa chọn rất nhiều của anh em. Đấy, tiếp đến là cái hệ thống này thì mình thấy bằng cái số gậy đơn của Racing Boy. Racing Boy này thì đa số là nó làm cho Exciter 150, nhưng mà mình có thể chế qua được Winner Winner X bình thường. Cái này anh em mình chế thì cắt bát thôi, cắt bát rồi mình chế theo yêu cầu thôi chứ nó không theo một cái brand nào hết. Đó. Đó là về hệ thống dàn chân. Còn tiếp đến một số bộ phận giống như gắp này. Đây là cái gắp XMVR1 của X1R. X1R thì nó là chuẩn của gắp Malai, cho nên một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời với hệ gắp nhỏ này. Gắp nhỏ. Và kết hợp với dàn chân thì mình thay con heo Adeline 2 bit này. Con này Adeline 2 bit đối xứng. Thì giá con này nó rẻ mà. Giá con này gần tầm 850.000 một con như đó. Nhưng mà xài được, hàng Adeline nó thuộc hàng chính hãng nên xài rất là ok. Còn một số bộ phận tiếp theo như giống như là phục sau này. Phục sau thì cái phục sau này thì mình đang sử dụng cái GSS G-Series. G-Series này thì giá chính hãng của nó rơi vào tầm 2.890.000. Bảo hành 1 năm. Thì tất cả những cái hàng giống như là GSS này, Racing Boy, X1R, rồi Brembo đó là bên mình là nhà phân phối chính hãng, cho nên anh em cứ tham khảo và thoải mái. Ok, xong. À, còn cái nữa. Nhông xe đĩa. Mình review cho hết luôn. Thì cái nhông xe đĩa này đấy là mình sử dụng nhông xe đĩa của Rector. Rector này thì mình nói một cái luôn, đó là cái đĩa của nó thì là đĩa Thái Lan. Đĩa Thái Lan. Nhưng mà sên của nó là sên Malai. Vốn dĩ là nhà máy đĩa thì nằm ở Thái Lan, còn nhà máy sên thì nằm ở Malai. Cho nên bộ nhông xe đĩa này là bộ nhông xe đĩa Rector. Thì Rector này hàng 2020 thì giá nó rơi vào, ví dụ qua bên mình mà ráp luôn vệ sinh luôn là 870.000. Còn bộ nhông xe đĩa. Cái này DID không có tuổi. DID thì nó không có tuổi với Rector được. Bởi vì DID vốn dĩ là nó hàng nhái nhiều quá. Mình phân biệt không có được. Cho nên hiện tại thì mình chỉ phân phối cái nào mà gọi là chuẩn hàng chính hãng thì mình phân phối. Còn nếu mà DID thì không phân phối được, bởi vì nó ví dụ mình lấy 1.000 sợi thì nó mất lộn vào đó khoảng tầm mất 500 sợi của Trung Quốc rồi. Cho nên nó không đảm bảo. Thành ra mình không phân phối DID. Ok. Tôi còn bây giờ thì cao Trường. Dạ. Kênh ảnh cũng có 100.000 người đăng ký hơn rồi đó. Đây, cảm ơn anh. Lâu lâu thì mình có thời gian rảnh thì làm review anh em thôi. Dạ. Thì có gì anh em qua thì tôi hỗ trợ gì cứ trực tiếp với mình. Dạ, rồi em cảm ơn anh Dũng. Dạ. Thì mình vừa nhờ anh Dũng review một số đồ ở trên xe. Đó là những số đồ đặc trưng ha các bạn. Như nãy giờ ảnh nói đó, như còn thiếu bình dầu này nọ. Bản tên. Đó thì mấy cái này lắc nhắc thì các bạn có thể lên hỏi sau, cần độ gì thì lên hỏi ha. Đây, ở đây thế nè. Đó. Cái này là cái ốp chỗ cái nhông, đó. Nhông ha. Đó. Đi lên đây thì mới biết là cộng sên này rất là đẹp ha. Các bạn nãy thấy mình đang quay á, mà ảnh quơ quơ tay, cộng sên nó rất là sáng không? Rất là sáng luôn ha, cực kỳ đẹp. Đó. Thì đây chiếc xe độ rất đơn giản, nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là đắt tiền luôn ha. Thì các bạn nào mà muốn độ xe thì hãy lên với cửa hàng Đề Can Bình Dương ha. Rồi mình cũng cập nhật giá xe cho các bạn chút xíu luôn nha. Thì hiện tại giá Winner X ở trên Honda giá Bình Dương thì có mức giá là 38.800 cho phiên bản rẻ nhất và phiên bản không có phanh ABS. Đây là phiên bản không có phanh ABS nè. Còn 42.000 là dành cho phiên bản mà camo giấy đen mờ có phanh ABS ha. Còn phiên bản đường đua HRC thì có giá là 44.500.000. Còn phiên bản mà mắc nhất thể thao ABS thì có giá là 45.000.000 ha. Đó. Thì các bạn nào mà muốn đổ xe, mua xe thì lên cửa hàng Honda giấy Bình Dương. Đó. Còn muốn đổ xe thì lên với Đề Can Bình Dương ha. Nếu mà các bạn nào muốn đổ xe thì các bạn có thể lên fanpage hoặc là web hoặc là kênh YouTube, cũng có kênh của Đề Can Bình Dương ha các bạn. Đó.
Rồi, cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh Cua Vlog 61 để xem được nhiều video về xe ăn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.